quá tuyệt vời. Ê, gậy. Ở phía sau. Gãy rồi. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại cầu Lung Nia của Hòa Thuận, huyện Dòng Ghiền, tỉnh Kiên Giang. Ở đây là có sự giáp ranh giữa huyện Dòng Ghiền và thành phố Vị Thanh nha các bạn. Hôm nay anh em mình cùng với dịch vụ mai táng của chạy hòm Nam Hòa Thiện để đưa tiễn cái hương linh của cụ ông 87 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng nha. Nghe nói hôm nay cái gỗ rất là nặng, gọi là gỗ lim. Mình cũng nghe anh em nói là cái kim tỉnh của gia đình xây cũng khá là cao. Đó cũng là một trong những cái độ khó của anh em mình nha các bạn. Tại hòm thì nó quá nặng, rồi cái kim tỉnh thì nó lại cao nữa, thì cái độ khó đó, mỗi lúc là mỗi tăng. Mà ở đây thì được bà con mình cũng đến tay chân để tiếp cho anh em mình cùng hoàn thành nhiệm vụ nha. Ở đây thì anh em mình cũng vào bên trong để dọn dẹp đồ, để làm lễ phó quan, rồi sau đó là đưa hương linh của ông ra nơi phần mộ nha. Rồi, đây là nghệ thuật đánh pháo hoàng của mấy anh em mình. Trước khi đưa linh cữu ra khỏi nhà thì anh em mình cũng giống như những cái trại khác và những cái vùng khác, thì mình có biểu diễn một số nghệ thuật võ để mà tưởng nhớ về cái tích xưa, về cái tục cướp quan tài các bạn.
bây giờ là công tác chuẩn bị của anh em mình để đưa một chiếc gỗ lim ra nơi hạ nguyệt nha các bạn. Bây giờ là mời tất cả các bạn cùng nín thở để theo chân anh em mình và thấy được cái sự vất vả của những cái người làm đậu tì giống như anh em mình nha. Dữ lắm, dữ chứ không phải giỡn. Bây giờ anh góp ý gì? Mấy em là thiên nghiệp, mấy em chưa? Mới cần để chất lúa hay là gì? Rồi bây giờ chúng ta còn có ý chí gì nè? Bây giờ trong nhà mình có ấy, tiếp tụi con đưa lên. Rồi. Thì đưa thì tất cả đều tiếp rồi, nhưng mà còn cái... Chắc sao? Chắc chắn rồi. Còn cái gì nữa? Sao á, bảo cụ lên. Quay về cho em xin ha. Rồi. Cái này cao được.
tiếp vợ lên tiếp cho nó nó đẩy vô à hả dữ lắm à cái này dữ lắm dữ tôi thấy giống như vậy ừ, vô đây có ta có đội chỉ huy ta cho trong mới được xét cho trong mới được cho trong á tay vô nữa xét cho trong luôn cố lên wow quá tuyệt vời ơi gãy 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 ơi gãy ơi gãy ơi gãy ơi gãy ơi gãy rồi chung quay chung quay ở phía sau gãy ơi gãy ơi chuẩn bị yếu nữa ôi trời không chịu nổi tím mặt hết trơn trời bây giờ phải lên được trên đây cái là ngon nè không nổi dai lên không có nổi đâu bên đây bên nhiều con ít không có nặng với lại nó nặng dữ lắm nặng thú ơi cái này phải có cây đòn ngang á mấy ông làm như cái thang dốc lên gì đó là lên nó dễ lắm đây bắt đây dài bao nữa nè dắt lúa đây ở đây đây buồn tiếp dẫn nhân hồn đây buồn tiếp dẫn nhân hồn cảm ơn đại trên này đứng cái tiếp lên dưới nhập dưới nữa. Ờ nó phá đi nó. Bây giờ có nên cách đây để bước lên đây rồi bước nó thằng đưa lên đây chứ còn cách đây nó vừa nằm đây. Cho nó ghè vô. Đây nha. Đây xuống con. Tiếp nhiều mới được anh em ơi. Cho nhiều nhiều dụng cái. Dán đây có. Ở đây có dán nè, mỏng nè. Có này dán nè, mỏng quá. Chờ với Phật cho nó lên được. Đây đẹp ghê. Đây sao giờ bây giờ. Bắt cái ơi. Cái chân này ra đi. Cái chân là chân ra. Gần ơi, gần ơi, chạy nào đi. Đẩy lên. Rồi, 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 rồ
Thank you.
Ủa trong bọc đó có cộng dây gánh vàng nào không quá? Bốn cộng à. Ủa nãy chú cộng chống cộng mà. Ngoài xong anh em mình về luôn hả các bạn?